Xin kính chào quý vị khán giả đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kính thưa quý vị, 20 năm của họ và ta là một bài viết đáng đọc của Lê Hồng Lâm, một người Quảng Trị học ở Hà Nội và làm việc ở Sài Gòn và là một chuyên gia phê bình điện ảnh thế giới. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung bài viết. Đợi cơn lũ lịch sử này qua đi, nhà nước, chính quyền, nhân dân hay con người nói chung phải ngồi lại tìm cách để làm một cái gì đó bền vững hơn để cứu nguy cho người dân miền Trung chứ nhỉ. Chứ nhìn trận lũ lịch sử năm 1999 với trận lũ lịch sử năm 2020 này có khác gì nhau đâu. Cũng là những ngôi nhà ngập tận nóc, cũng là những người dân khốn cùng phải leo lên mái nhà, chia bàn tay để đón lấy mấy thùng mì tôm, chai nước, cái bánh trong khi nhà cửa của cải của họ đã trôi theo dòng nước lũ và đau hơn nữa là những cái chết tập thể đau thương vì lũ quấn vì lở đất vì những đồi chọc bị sói mòn đổ ụp xuống trôn vùi bao nhiêu mạng người và tình trạng này chắc chắn vẫn còn tiếp diễn thậm chí còn dữ dội hơn với tình trạng biến đổi khí hậu tàn khốc đang diễn ra nếu không tìm ra một giải pháp bền vững và an toàn cho người dân xem dữ liệu trên google cung cấp và phần mềm biên tập video của google earth thì mới thấy những cánh rừng phòng hộ đầu nguồn trải dài ra từ Huế đến Quảng Trị, Quảng Bình đã bị tàn phá như thế nào. Những cái đồi trơ khắc và chỉ cần một trận lũ mưa lớn như vừa qua là dễ dàng đổ ụp xuống ngay. Hai cái thảm họa xảy ra ở Rào Trang Ba ở Huế và Hướng Hóa ở Quảng Trị là những ví dụ đau lòng nhất. Phá rừng thì cũng đã phá mất rồi. Giờ đổ tội hay chửi bới cũng không phải là giải quyết được gì khi bao nhiêu mạng người vẫn còn tiếp tục bị chôn vùi. Trong những bộ phim tài liệu tuyệt hay của BBC và điều tôi thích nhất là tính giải pháp của chúng, cho dù đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy là con người đã tàn phá hành tinh như thế nào, những nhà làm phim tài liệu hay qua giọng dẫn chuyện của Sir David cuối cùng cũng đã tìm đến những giải pháp tích cực nhất, tìm đến những con người bé nhỏ, âm thầm làm những điều tốt đẹp, đẹp đẽ nhất để hàn gắn một phần nào đó cho những vết thương của mẹ trái đất do chính đồng loại tham lam và vô cảm của họ gây ra. Và đây là một ví dụ khác. Trong một bộ phim tài liệu chân dung từng đạt giải liên hoan Kenneth và được đề cử giải Oscar, đã kể về cuộc đời sự nghiệp hơn 40 năm cầm máy ảnh của nhà báo nhiếp gia xuất chúng, Sagado, người đã từng đặt chân tới 6 châu lục và hơn 100 quốc gia để ghi lại hàng vạn bức ảnh đáng giá về nỗi thống khổ của con người trên trái đất. Điều tôi ấn tượng nhất ở bộ phim này chính là phần cuối của bộ phim Hành trình chữa lành trái tim đầy tổn thương của ông. Sagado đã chứng kiến tận mắt những cuộc xung đột chính trị, sắc tộc, chiến tranh liên miên ở vùng Balkan, nạn chết đói, tị nạn và di cư ở Sudan, Ethiopia, Rwanda, những bộ lạc thổ dân mất đất sống ở Indonesia hàng ngàn người lao động như khổ sai dưới hầm mỏ khai thác lộ thiên ở Brazil và hàng ngàn thân phận bi thảm khác trên trái đất này. Những thảm tịch đó gây ra cho ông một sự chấn thương tinh thần lớn, khiến ông rơi vào trầm cảm vì cảm thấy bất lực. Là một người dành 2 phần 3 cuộc đời để đi đến từng nơi hiểm hóc nhất trên thế giới. Thế nhưng khi bước vào 60 tuổi, ông quyết định trở về với vùng đất quê hương của ông, một vùng quê hẻo lánh tại Brazil, để cách chữa làm vết thương tinh thần. Tại đó, ông kinh hoàng phát hiện ra khu rừng nhiệt đới tươi tốt mà cha mẹ ông từng sinh sống đã bị phá hủy hoàn toàn bởi nạn phá rừng. Chuyện phá rừng không còn xa lạ đối với Brazil quê hương của ông. Ở Amazon, có khoảng 17% diện tích rừng đã bị biến mất trong 50 năm qua, phần lớn là do người dân chuyển đổi đất rừng để chăn nuôi gia súc. Nạn phá rừng ở Brazil còn lan rộng đến các khu vực đông dân cư đường giá và sông ngòi. Thậm chí ngay cả những khu vực hẻo lánh cũng bị xâm phạm nghiêm trọng. Đứng trước quả đồi chọc bị tàn phá nghiêm trọng ở quê hương, nhiếp ảnh gia Sagado và người vợ của mình đã lên kế hoạch hành động. Họ thành lập một tổ chức nhỏ có tên là Instituto Terra. Tổ chức này đã tìm cách để mang lại sự sống cho khu đồi chọc bằng cách lên kế hoạch trồng 4 triệu cây non. Sagaro nói rằng, có một sinh vật duy nhất có thể di chuyển từ CO2 thành oxy, đó là cây xanh, vì thế chúng tôi phải trồng lại rừng. Họ bắt đầu thực hiện dự án trồng rừng từ năm 2001. Và bây giờ, sau gần 20 năm, 600 ha đất đồi trọc cằn cỗi trước đây đã trở thành một khu rừng lớn với hơn 2 triệu cây với 293 loài sinh vật khác nhau. Các con suối trước đây khô cạn giờ bắt đầu chảy luồn lách trong khu rừng và mang lại nguồn nước cho cây và khi khu rừng đa dạng được khôi phục trở lại, động vật hoang dã cũng bắt đầu tìm về. Họ đếm được 172 loài chim, 33 loài động vật có vú, 15 loài lưỡng cư và bò sát đã trở về thiên đường xanh mới được phục hồi chưa lâu. Khu rừng tươi tốt đó của Sagado bây giờ được coi là khu bảo tồn di sản thiên nhiên tư nhân. Theo National Forest, việc tái trồng rừng được xem là vô cùng có lợi cho môi trường và đất đai tái tạo diện tích đất đai bị tàn phá đồng nghĩa với việc chất lượng nguồn nước tự nhiên tốt hơn các loài động thực vật có khả năng phục hồi tốt hơn chất lượng trong không khí được cải thiện và thậm chí có nhiều lựa chọn giải trí ngoài trời hơn cho những người dân địa phương sagado cho biết trong vô số lợi ích những hiệu quả tích cực nhất có thể nhìn thấy được từ việc trồng rừng của ông là một ngăn chặn nạn sói mòn đất đai gây nguy cơ lở đất hai tám con suối đã quay trở lại và cung cấp nguồn nước dồi dào. Chúng chảy ngay cả khi trong thời kỳ hạn hán nặng nề nhất. 3. 172 loài chim đã quay trở lại. 6 loài trong số đó hiện có nguy cơ tuyệt chủng. 33 loài động vật có vú đã quay trở lại. Trong đó có hai loài đang bị tổn thương và sắp tuyệt chủng trên toàn thế giới. 293 loài thực vật đã trở lại. 15 loài bò sát đã trở lại. 15 loài dưỡng cư đã trở lại. Sau 20 năm, từ một vết thương nội tâm tưởng khó chữa lành, Sagado đã thực hiện một chuyến hành trình không tưởng để kết nối với thiên nhiên. Nó không chỉ chữa lành cho thế giới nội tâm của ông, mà còn chữa lành cho vùng đất quê hương ông. Còn chúng ta, qua hai cơn lũ lịch sử cách nhau 21 năm, vẫn chỉ thấy hàng chục, hàng trăm ngàn ngôi nhà ngập tận nóc, bao của cải của người dân trôi theo dòng nước, bao mạng người bị cuốn trôi bởi lũ dữ hoặc chôn vùi dưới những quả đồi chọc bị sói mòn và chúng ta còn phải đợi đến bao giờ nữa. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung 20 năm của họ và ta theo Lê Hồng Lâm, nhà báo, nhà phê bình điện ảnh. Đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.